Có thể nói từ khi tạm dừng ca hát, cuộc sống của Hương Tràm cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh tụ họp, vui chơi cùng với bạn bè và cô cũng dành nhiều thời gian để yêu thương bản thân hơn so với trước. Ấy thế nhưng mới đây một đoạn clip của Hương Tràm bất ngờ được chia sẻ. Nhạc thì rất là hay nhưng mà hát như... Theo đó, nữ ca sĩ vừa hát vừa đùa, nhạc thì rất là hay nhưng mà hát như... Với vẻ mặt hả hê nên đã nhận được rất nhiều gạch đá từ sự suy diễn của cư dân mạng. Mặc dù không rõ ràng nhưng mà Hương Tràm khiến dư luận nhớ ngay đến Chipu bởi trước đó cả hai từng có xích mích. Nhiều comment bình luận trong một group chuyên hóng hớt chuyện nghệ sĩ cho rằng Hương Tràm đang làm quá khi Chipu không hề đụng chạm đến cô, có người thì rất đồng tình. Khi Chipu quyết định đi hát và tung các sản phẩm âm nhạc, Hương Tràm đã từng đá xéo rằng hot girl chỉ nên làm hot girl mà thôi. Giọng hát của Chipu vẫn luôn trở thành chủ đề bàn tán, bởi thế phát ngôn lấp lửng này của Hương Tràm cũng không khó tránh khỏi thị phi.